Hiện nay là tôi đang có mặt tại hội Bác Bòng. Đây là lễ hội đầu tiên mở màn cho các lễ hội xuân trên quê hương xứ Lạng. Chào các bạn, hiện nay là tôi đang có mặt tại khu vực hội Bác Bòng rồi. Nhưng mà địa danh này thì tôi cũng vẫn còn chưa biết nó là cái gì. Vâng, tôi sẽ hỏi một bác tại đây. Vâng, anh ơi, cái chỗ này nó gọi là cái gì nhỉ? Chỗ này là Quảng Trung 2, xã Quảng Lạc. Quảng Trung 2, xã Quảng Lạc. Vâng. Vâng, hôm nay trong không khí mùa xuân nào cũng rất là vui được gặp bác. Vâng, chúc sức khỏe bác cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Vạn sự như ý, các cháu thì ngoan giỏi và đặc biệt là nhà mà nuôi lợn nuôi gà thì phải lớn nhanh. Vâng. Nuôi lợn thì lớn bằng con trâu. Vâng. Nuôi gà thì bằng con ngỗng. Vâng. Cảm ơn anh. Vâng. Lễ hội Bác Bòng tổ chức và diễn ra tại xã Quảng Lạc, cách trung tâm thành phố Lạng Sơn khoảng chừng 6 km. Đây là lễ hội tại đền thờ ông Đinh Tiên Hoàng. Ngôi đình này là do người Tày xây dựng. Đấy, và hàng năm thì cơ quan tổ chức vẫn tổ chức lễ hội này. Đấy, nhưng năm nay là do Covid đã không có sự tổ chức của các cơ quan. Đấy, tuy nhiên là người dân vẫn đến đây rất là đông. Đấy, và tôi sẽ ghi lại hình ảnh tại đây để các bạn có thể hiểu hơn về lễ hội này. Vâng, như các bạn đã thấy trước mặt các bạn, đây chính là lễ hội Bác Bòng, và ngôi đình là ở cái vị trí vàng vàng mà các bạn đang nhìn thấy, và tôi sẽ zoom lại gần để các bạn có thể là mường tượng ra ngôi đình này. Đấy. Đây là ngôi đình đã được người Tày xây dựng và hiện nay là đã được tu tạo lại. Và hiện nay là dòng người đến đây rất là đông. Đây, các bạn có thể thấy là đây là những người địa phương ấy, là mặc dù là năm nay không có tổ chức lễ hội, thế nhưng mà người dân vẫn đến đây. Đây là một ngày hội đặc biệt, là ngày hội đầu tiên mở màn cho hội xuân trên mảnh đất Lạng Sơn mang tên xứ Lạng. Vâng, và ngay dưới này là một cái nhà bạc. Đấy, như các bạn đã thấy là mọi người đang ngồi trong này. Đấy, để ăn uống. Uống những cái ly rượu đầu xuân tại lễ hội. Đấy, và ngay đây có các bạn trẻ cũng đang đến đây chơi lễ hội. Vâng, và ngay bên cạnh đường thì rất là nhiều người bán hàng. Đấy, bán hoa quả, trái cây, mía và còn rất là nhiều thứ nữa, và có cả những cái trò chơi ném bóng vân vân, còn rất là nhiều. Ngay đây là khu vực phía bên ngoài, và tôi sẽ không để các bạn chờ đợi nữa, tôi sẽ đi vào trong khu vực lễ hội để các bạn có thể tham quan. Vâng, và ngay đây các bạn có thể thấy là rất là nhiều bà con người dân tộc trong trang phục rất là đẹp. Ừ, đẹp lắm ơi. Người nùng Lạng Sơn đây. Vâng, chào bà. Lắm, bye bye. Chào bà nha. Nùng Lạng Sơn đẹp lắm. Đấy, và như các bạn đã thấy là chỉ có một chiếc lều bạt như này thôi. Đấy, nhưng mà người ta cũng đã có thể là tổ chức được rất là nhiều cái bàn để cho mọi người ngồi ăn uống. Đây là có những cái quầy hàng đó.
bán thịt lợn quay. Nơi tổ chức hội thì được tổ chức ngay bên cạnh đường quốc lộ thuộc đoạn km 6+500 trên tuyến đường quốc lộ 1 A cũ. Đẹp. Đấy, có một bạn trẻ rất đẹp, rất xinh. Khu vực hội thì cũng còn tương đối là xa. Tôi quyết định là tôi sẽ đi vào trong đình bác mỏ. Tôi sẽ dừng lại một chút ghi lại hình ảnh người đang happy tại đây. Tay về những người happy thì tôi sẽ đi vào trong đình Phong Mòn. Thú nữa là bây giờ cái người hát thi ở đây là họ hát thi bên bờ suối, và có cả những người hát thi online. À,
lớn kê ba to kê lê ăn ăn vào đi đấy. Đây là hình ảnh của những người bà con dân tộc đang đi vào đình. Và trong không khí ngày xuân là họ gặp nhau, họ chào hỏi nhau và có cả những cái bắt tay, rất là vui, rất hoan hỉ. Có cả cái cháu bé đang đi vào trong vườn đào. Đây là một cái không khí cũng khá là đặc biệt. Các bạn đang check in với những cái cây hoa đào tại khu vực đình Bắc Mòn. Có cài rồi nha.